mua vàng hay bán vàng anh trai ơi. 699 mua 33731 bán ra nha. Rồi mua xong bước ra kế bên cho em người tiếp theo. Người tiếp theo vô. Dạ, em bán. 722 mua vào 7744 bán ra nha, mua không anh? Mẹ à, lời rồi, mang hết vàng người bán đi nhá, luôn. Mọi người trật tự giùm em đi, mua vàng là mua cả đâu. 70 mua vào. À, sao lại giảm xuống rồi? Chị nhanh em cái, bán em tốt bây giờ, nhanh lên. 699 mua vào. À, giá tụt rồi. Giờ là còn 697 thôi nha. Kìa. Rồi, 88 chốt luôn mọi người ơi. Vàng, nàng công chúa thức giấc tuần qua đã khiến cho nhiều người mất tiền ngay trước mắt họ. Họ thật sự là sẽ chẳng biết giá cả ra sao cho tới khi đến lượt mình giao dịch. Vì cứ cách một người, giá đã lại khác. Nhiều người đi bán vàng đã bỏ về khi thấy giá giảm. Mặc dù phiên cuối ngày thứ 6 thì giá vàng trong nước đã hồi phục trở lại mốc 70 triệu đồng cho một lượng bán ra. Mỗi lượng vàng trong nước có thời điểm cao hơn vàng thế giới tới 18 triệu đồng một lượng. Theo các chuyên gia, việc đầu tư vàng lúc này là rất rủi ro. Dân của chúng ta vẫn coi vàng là một cái kênh trú ẩn đầu tư trong những thời điểm bất định, cho nên đầu tư vàng năm nay mặc dù nó cũng là một cái trú ẩn rủi ro nhưng nó cũng là một kênh tương đối rủi ro bởi vì giá của nó biến động rất là mạnh. Vàng chỉ là nơi trú ẩn an toàn khi các nhà đầu tư đã có sẵn vàng ở trong tay rồi. Nếu thấy giá vàng lên mà bà con cô bác lúc này mới đi mua thì sẽ rất nguy hiểm. Tuần qua thì cũng không thể bỏ qua câu chuyện dầu sốt, phân thơm, thép nung nóng. Nhảy tàu ở thời điểm này đồng nghĩa với rủi ro rất lớn, hay thậm chí là với cả những nhà đầu tư đang sẵn tiền giải ngân. Thì việc đua chấn lúc này chẳng khác nào trò chơi may rủi cả. Liệu đua ăn nhiều hay là té sóng, nhà đầu tư cần cẩn trọng. Nhiều người bán vàng cầm tiền về, sẵn tiền ở trong tay thì ai mà chẳng muốn đầu tư tiếp để tiền sinh ra tiền đúng không nào? Thế nhưng đừng để như hàng nghìn người bỏ tiền vào các mô hình lãi khủng trên không gian mạng. Tiền thì thấy ngay ở trên tài khoản đấy, nhưng rút ra đâu có được đâu. Với 2 triệu đồng mua cốt và 3 ngày để hoàn thiện, cái gọi là sàn đầu tư tài chính đã được ra đời. Người tham gia chỉ cần nộp tiền vào tài khoản trên trang web theo gói từ 50.000 đồng cho đến tiền tỷ là sẽ nhận được lợi nhuận theo ngày lên đến hàng 100%. Lợi nhuận cao, nhưng chỉ sau một thời gian là người tham gia đã không rút được tiền. Cứ sau đúng 24 giờ tính từ thời điểm mà mình vào đầu tư thì là sẽ được cộng lợi nhuận của cái gói đầu tư ấy. Thế nhưng khi mà tôi vào gói 36 triệu ấy thì là cái tiền lợi nhuận được cộng về thì tôi rút nó không được nữa. Bộ Công an cảnh báo với những cái gọi là sàn đầu tư tài chính tự xưng trên mạng với những cam kết lợi nhuận cao, chi trả hoa hồng để lôi kéo người mới tham gia như sàn vườnlancongnghe.net đều là lấy tiền của người sau chi trả cho người trước theo phương thức đa cấp. Hiện cả nước đang tồn tại khoảng hơn 240 sàn của hơn 100 đối tượng cầm đầu. Các đối tượng này sẽ sẵn sàng đánh sập để chiếm đoạt tiền của người chơi bất cứ lúc nào. Chỉ cần vào online điểm danh thì cũng được hưởng lợi nhuận. Cái lợi trước mắt đã khiến cho nhiều người nhẹ dạ cả tin mà không biết rằng mình đã trở thành một con mồi ngon để rồi mất oan số tiền mình có. Bị mất ngay trước mắt nhưng chưa phải là mất trắng. Đó là tình cảnh của các tỷ phú Nga khi bị nhiều nước phương Tây đóng băng tài sản liên quan đến lệnh trừng phạt của Nga. Trong đó có tỷ phú Nga Roman Abramovich thì giờ cũng chỉ kịp bỏ bóng ngồi nhà khóc mà thôi. Ông chủ của câu lạc bộ bóng đá Chelsea đã bị chính phủ Anh phong tỏa tài sản và không kịp bán lại câu lạc bộ của mình. Ơ, buồn cười nhỉ? Của này một đống tiền, xung công là công thế nào? Giờ anh em yêu bóng đá chắc hẳn là đang rất lo lắng. SOS, giờ ai giải cứu Chelsea đây? SOS! Chelsea sẽ không thể mua sắm và thậm chí là không thể gia hạn hợp đồng với các cầu thủ của mình. Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ phải để những ngôi sao như Rudiger, Azpilicueta hay Andreas Christensen ra đi vào cuối mùa giải và sẽ không thể có người thay thế. Một số nhà tài trợ của đội bóng cũng sẽ cắt hợp đồng trước thời hạn và khiến cho Chelsea ảnh hưởng nặng nề về tài chính. Đá bóng mà không có người xem thì thà không đá còn hơn. Giờ chỉ những người hâm mộ may mắn mua vé theo mùa trước đó mới có thể tham dự các trận đấu. Chứ hoạt động bán vé tại sân ấy, cấm. Bán ao đấu, cấm. Tuy nhiên theo tiết lộ của báo chí Anh ấy, Chelsea vẫn có cơ hội thoát khỏi ác mộng này khi và chỉ khi ông chủ giao toàn quyền quyết định mua bán đội bóng cho chính phủ Anh. 19 năm gắn bó mà bị ép nó lời chia tay kiểu này thì gọi là quá đau cho cả đội tuyển và cả ông chủ. Nhưng đúng là vị tỷ phú này khó có lối thoát nào, nhất là khi gia tài nhiều tỷ đô la của ông Abramovich thì cũng đang bị đóng băng.
mất quyền kiểm soát thì thường sẽ dẫn tới mất tiền. Đây là bài học mà nhiều người sẽ phải học trong cuộc sống, dù bạn có là ai đi chăng nữa. Bình tĩnh xử lý, dù chúng ta có rơi vào trạng thái bị động đi chăng nữa. Ôi, tâm sự các bạn xong giờ đói quá. Thôi, tôi tự đi thưởng cho mình bát phở trị giá 2 lít xăng đây. Peace out.